Xin chào các bạn nhé. Xin chào tất cả các bác, các chú ạ. Gần đến Tết rồi đúng không ạ? Mọi người ai cũng muốn mua cho mình một chiếc xe điện 3 bánh để đi chơi Tết đúng không ạ? Thì hôm nay bên Mạnh Phát sẽ mang các bạn hai mẫu xe điện 3 bánh đang bán rất là chạy tại Mạnh Phát đúng không ạ? Để giới thiệu cho tất cả các bác như tất cả các bạn có nhu cầu mua xe 3 bánh cho người thân như người nhà. Đầu tiên bên cạnh mình đây là bên tay bên trái của mình đang là mẫu xe điện 3 bánh Super Freedom chính hãng, nhập khẩu nguyên chiếc bên Hà Nội địa ở Trung Quốc. Còn bên tay phải mình đây đang là mẫu A1 Classic, hàng của Mạnh Phát đặt riêng. Là thời tiết lạnh thì các bạn có gì các bạn thông cảm nhé. Mẫu này đã được Mạnh Phát bán với giá là 15.500, còn mẫu này đang được bán với giá là 17.500. Chúng ta sẽ cùng nhìn hai mẫu này đều là mẫu xe điện 3 bánh đa năng 3 chỗ ngồi mọi người nhé, đều có thể ngồi được 3. Và bây giờ mình sẽ để con 15.500 này để ra 3 chỗ để mọi người dễ hình dung. Màu xanh này rất đẹp đúng không ạ, rất là hot, màu rất là đẹp đúng không? Để nói một chút về xe điện 3 bánh đúng không ạ? Xe điện 3 bánh thì là một phương tiện rất là an toàn đối với toàn thể mọi người đúng không ạ? Tất cả đặc biệt là những người già, người khuyết tật. Tại sao? Nhất là xe điện 3 bánh không đổ được. Cái thứ hai, đối với dòng xe điện 3 bánh này thì được trang bị cả phanh tay lẫn phanh chân đúng không ạ? Rất là an toàn đúng không? Và đặc biệt là xe đều có thể chở được 3 người, rất là tiện lợi đúng không ạ? Đây chỗ trẻ em, chúng ta thể gặp là hai chỗ người lớn đúng không ạ? Rất là tiện. Đấy, xe chạy cầu vi sai mọi người nhé. Như thế nào gọi là cầu vi sai? Thì đây mình sẽ làm cho các bạn xem. Đây, tức là khi nghiêng một bánh lên và mình ga, mọi người thấy chưa? Tức là sẽ có một bánh chạy, một bánh không hề chạy nhá. Đây là cầu vi sai. Cầu vi sai này thì những tác dụng như là khi chúng ta vào cua, khi chúng ta đi vào cua luôn thì bánh này sẽ bị dồn trong tâm và gần như nó sẽ không quay, và người ta sẽ quay bánh còn lại để chúng ta vào cua được mượt hơn, dễ lái hơn rất là nhiều so với xe không chạy cầu vi sai mọi người nhá. Đây con này cũng vậy. Đây mọi người thấy chưa? Đấy, hai xe đều trang bị cầu vi sai nhé. Giờ chúng ta sẽ nói một chút về hai mẫu xe và sự khác biệt của chúng ạ. Hai xe đều trang bị giảm sóc trước là giảm sóc dầu, đều là sóc dầu hết, rất là đẹp đúng không ạ? Giảm sóc caxi rất là đẹp. Kia là la răng, con này là da răng 6 chấu đúng không ạ? Còn da răng này là da răng đa chấu. Đây mọi người ạ, để như này thì mọi người sẽ nhìn hơi khó nhưng nhìn ra bánh sau. Đây đa chấu thì mọi người sẽ thích ra la răng nào hơn thì bên thì mọi người hãy cho ý kiến với bên mình nhé. Đấy, ok, tiếp theo hai mẫu đều được trang bị hệ thống đèn giống nhau đúng không? Đèn ở trước đều là đèn bi cầu và có cả giải led ban ngày. Đây là có logo là gì, A1 Classic, còn đây là logo đi lưng nhé. Mạnh Phát cho các bạn xem một chút giấy tờ về con xe đi lưng đúng không? Sản phẩm thì Mạnh Phát nói luôn không có gì gọi là hàng nhá hàng kém, ở nhiều người nói rất là mang tiếng đúng không? Họ thấy khi mà nhập được những sản phẩm như vậy và bán với rẻ hơn so với giá của họ nên là họ sẽ có chút là khó chịu luôn. Đây cho mọi người xem giấy tờ nhập khẩu, đây dấu đỏ luôn này. Đây mọi người thấy chưa, Super đi lưng, đây là chữ đi lưng ấy. Đây túi hàng đầy đủ, đây mọi người nhà máy đấy, Tang Di đi lưng đây. Đây mọi người thấy chưa, giấy tờ rất là đầy đủ sổ. Đây mọi người yên tâm về chất lượng nhé. Mạnh Phát bán xe này chỉ có 17 triệu rưỡi, còn giá thị trường đang là 18 triệu rưỡi, 19 triệu rưỡi cơ, đúng không? Thì hai xe đều có cái hãm phanh mọi người nhé. Đây, mình sẽ nói về con xe rẻ trước. Đây, con này có hãm phanh nhưng chỉ có một bên thôi. Con xe kia là sẽ có hai bên nhé mọi người nhé. Hãm phanh thì làm gì, để khi chúng ta để trên dốc nó sẽ không bị trôi. Đây, rất là chắc, đúng không? Xe được trang bị đèn còi xi nhan đầy đủ và đều có số lùi hết nhé. Nhiều người xem mọi người bảo là xe này có số lùi không, thì Mạnh Phát nói luôn là xe có số lùi nhé. Đây. Có số lùi. Xe này rất là dễ lái luôn. Ai cũng đi cũng phải công nhận một điều rồi. Cái dòng này là cái dòng cực kỳ dễ lái. Cái mẫu này này. Mẫu này này, chỗ để chân thì rộng. Mặc dù là mẫu hàng bình thường thôi, hàng trung bình thôi. Thế nhưng mà nó lại có những cái nó lại mang cái kiểu dáng cổ điển classic được nghiên cứu nhiều nên là nó gần như là được tối ưu hóa từ kể cả cái được cái bắt vào trong phần lái nhá, bên phần thước lái, phần đầu để lái đúng không? Nó chỉ bắt một chục cái thôi, thì mang cảm giác nó rộng, vòng cua nó rộng, nó thoải mái. Đấy, ưu điểm con này là như vậy. Xe này thì sẽ được kích hoạt chống trộm tự động ở trên xe khi ta ấn nút còi, như này là sẽ kích hoạt nha mọi người nhá, hoặc là để một lúc nó sẽ kích hoạt và mình muốn tắt cái chế độ đấy là mình phải cọc chìa khóa vào xe, mở lên một lần là hết. Đối với dòng xe A1 Classic của Mạnh Phát thì được trang bị mặt đồng hồ là điện tử. Đây anh ta sẽ quay một chút cho mọi người xem này. Đây mặt điện tử rất là đẹp, hiển thị cả vạch báo pin, quãng đường đi được và tốc độ nhé, rất là đẹp. Còn bên này công tắc bên này này,
D là tiến, R là lùi này. Xe sẽ có 3 nấc nhanh chậm là 1, 2 và 3 mọi người nhá. Đó. Ok. Xe con này được trang bị là màu xanh da trời, màu đẹp nhất của mẫu này. Màu này rất là đẹp, phù hợp cho cả nam nữ hay là già trẻ gái trai đều thì đi được, cũng rất là đẹp. Đây, lốp sau và lốp trước đều được trang bị là lốp 8. Là lốp không xăm mọi người nhá, lốp này đều lốp không xăm. Vành đều là vành đa chấu hết này. 6 chấu 1 2 3 4 5 6 này. Đấy, về phần đằng sau được trang bị động cơ thế hệ mới. Đây mọi người nhìn này. Động cơ này chống nước nhá, mọi người đi ngập nước đây thoải mái. Và mẫu này nhá thì Mạnh Phát đang có sẵn tại Hà Nội, Bắc Ninh và Sài Gòn mọi người nhá. Đây, đây là đèn hậu đằng sau này. Đối với cái mẫu này thì đằng sau sẽ là một chiếc giỏ sắt. Đây, giỏ sắt để đồ. Đúng không? Giỏ mức độ trung bình. Xe này trang bị động cơ là 600W, chạy 40 AQ là 48V 30A nhé. Đối với mẫu này Mạnh Phát đang phân phối với giá là 15.500.000, chạy quãng đường là 60 cây một lần sạc, được bảo hành khung sườn động cơ là 3 năm, AQ bảo hành là 18 tháng, còn hệ thống điện Mạnh Phát bảo hành là 1 năm. Miễn phí giao hàng trên toàn quốc mọi người nhé, bất kỳ ở đâu thì Mạnh Phát sẽ giao hàng cho các bạn đến tận địa chỉ ấy, được tận nhà, bởi vì Mạnh Phát chính thức là đơn vị đối tác của Viettel Post, và Viettel Post sẽ là đơn vị vận chuyển hàng cho bên Mạnh Phát nhé. Ok. Còn đây là mẫu cao cấp 17.500.000 thì mẫu này nó sẽ khác biệt cái gì? Đây mọi người sẽ quan sát là mẫu này sẽ được trang bị là da ghế là dày hơn. Đây, da rất là dày đây. Tôi sẽ bóc cho mọi người xem. Đây, đây. Da này rất là dày, rất là cứng này. Da kia sẽ mềm hơn mọi người nhé. Và con này sẽ có hai cái hãm phanh. Đây. Hai cái hãm phanh. Con này thì được trang bị giỏ dày, hai con đều là giỏ dày. Chỉ khác kiểu dáng thôi, cái đấy không quan trọng. Nhưng mà đều là giỏ dày chắc chắn này. Xe này cũng là có 3 chỗ. Đây mọi người này. Đây. Đây, chỗ trẻ em đây. Đây, gập xuống này. Khi chúng ta đặt cái này. Đây. Đấy, ba chỗ như này. Đây, mọi người thấy chưa? Bên hộc để đồ thì con kia nó sẽ đây, con này nó sẽ là hộc hai bên. Đấy, bởi vì cái cơ chế của nó khác nhá. Cơ chế này là một, còn cơ chế con này nó sẽ là hộc ở giữa và nó sẽ khung của nó sẽ bắt vào hai bên. Đấy. Tuy nhiên bắt như này thì sẽ mang lại một chút là cái vòng cua này sẽ hẹp hơn con kia một chút nhá. Đây, sắt này sẽ bắt theo kiểu này. Đấy, bắt vào hai bên hông thì cái vòng cua nó sẽ hẹp hơn một tẹo. Đấy, nhưng không ảnh hưởng mọi người nhá. Bù lại con này cũng có rất nhiều ưu điểm. Đó là gì ạ? Khung sắt con này dày hơn. Xe này nặng hơn mọi người nhá. Con này nặng hơn con này nó khoảng tầm khoảng độ 7 cân, 7 đến 10 cân đấy. Khung nó dài hơn, con này khung dài hơn, chắc chắn hơn. Đây, dè trước là dè bằng nhựa, con này dè bằng inox nhá. Nhưng mà nhựa rất là dày. Chắc ra cái dè này để mà va quyệt vào rất là khó, vì đều được bảo vệ, thứ nhất là giỏ này, cái thứ hai là giảm sốc này, nên là để mà va chạm vào con này rất là khó. Còn vành cái này như mình đã nói là vành đa chấu rồi đúng không? Đây cũng là chỗ 3 chỗ ngồi. Đấy, đều chạy bình AQ là 48V 30A của Mạnh Phát nhá. Đấy, bình Yamato đều được bảo hành 1.5 năm. Tuy nhiên con này thì nó vì nó hàng nội địa ấy, nên nó sẽ có từ Trung Quốc. Đấy mọi người nghe chưa, kể cả để số lùi cũng vậy, số lùi có đều có tiếng Trung Quốc nhá. Đấy mọi người thấy chưa, đây hãm phanh này. Đấy, mình hãm phanh thì nó sẽ không có tiếng Trung Quốc. Đấy, cái tiếng này thì Mạnh Phát có thể cắt được cho mọi người nhá, có thể cắt được cho mọi người, nếu mà ai mà không thích tiếng Trung Quốc Mạnh Phát thì chuyển thành tiếng tít tít giống như mẫu này chỉ có tiếng tít tít thôi. Đây. Đấy. Mẫu này là Mạnh Phát đã yêu cầu và họ ngay từ bên khi họ làm hoặc xuất sang Việt Nam thì họ đã bỏ rồi. Còn mẫu này thì chưa nhé. Mẫu này thì cái mặt đồng hồ nó chỉ có báo pin thôi, là phần trăm pin thôi, chứ không có báo tốc độ và quãng đường nhé. Nhưng bù lại thì con này sẽ có rất nhiều ưu điểm mà chị ạ. Khung dày hơn, chắc chắn hơn, da ghế xịn hơn. Đấy, đây mọi người thể quan sát cái giỏ đằng sau này. Đấy, còn cái phần đằng sau của chiếc xe. Đây, giỏ sau dày hơn, rất là dày dặn này. Mọi người thấy ạ, mẫu super tem là đều là tem nước phủ bóng hết nhá. Rẽ là rẽ nhựa nhưng mà nhựa rất là dày, đã chắc chắn. Xe cũng được trang bị là giả sóc trước, giả sóc sau. Đây, giỏ này, giỏ rất là dày. Đây phần đằng sau. Phần đằng sau nó được làm đẹp hơn, hoàn thiện hơn và chắc chắn hơn mẫu thường mọi người nhá. Chắc chắn hơn mẫu thường. Động cơ cũng trang bị động cơ 600W thế hệ mới và chống nước. Toàn bộ phần động cơ mọi người nhá. Xe thì đều tiến lùi được và quãng đường chạy là 60 cây một lần sạc. Mạnh Phát nói quãng đường là chính xác chứ không như một số đơn vị họ nói 80 100 cây. Mạnh Phát xin lỗi không bao giờ có đúng không? Đây.
về cái cơ chế con này, con kia là nó là đạp chân, con này nó là giật ở tay nhé. Đây anh sẽ quay đây một chút này, đây à, sẽ là giật tay ở đây, kéo kéo này sẽ là ra. Đấy, kéo, mọi người thấy chưa, cơ chế trượt nó khác. Con này cũng được trang bị phanh chân, đây cũng được trang bị cả phanh chân và hai phanh tay. Công tắc thì đèn còi xi nhan đều đầy đủ. Mẫu này thì cảm giác là ngồi nó chắc chắn, ngồi chắc chắn và rất là thoải mái mọi người nhé. Đây mình sẽ lái thử này. Rất là êm, giá ngồi rất là thoải vì mẫu này được trang bị là da ghế là da cao cấp hơn nên là ngồi cảm giác là nó chắc chắn hơn nhá, chắc chắn hơn, da này chắc rất là chắc nhá. Mẫu này thì Mạnh Phát đang có đủ màu luôn, màu đỏ, màu xám, màu bạc, màu trắng và màu cam nhá, màu gì Mạnh Phát cũng có, luôn luôn hàng có sẵn tại Hà Nội, Bắc Ninh và Sài Gòn mọi người nhá. Đấy, hàng cao cấp rất là chắc chắn và yên tâm luôn. Đấy, sản phẩm cũng được bảo hành 3 năm trên toàn hệ thống của Mạnh Phát mọi người nhá. Đấy, mọi người yên tâm là mua xe của Mạnh Phát thì không phải lo lắng rồi đúng không ạ? Mạnh Phát bảo hành và Mạnh Phát giao hàng toàn quốc bằng Viettel Post thì nên là mọi người có thể nhận xe tại nhà luôn, cho giờ không đến xem được vì bên mình đã quay video trực tiếp như này rồi thì mọi người yên tâm. Thì sản phẩm nào cũng rất là tốt đúng không ạ? Mọi người chọn mẫu nào thì cũng là tùy theo nhu cầu thôi. Mọi người chọn con 15,5 triệu hay là 17,5 triệu, mọi người hãy comment bên dưới cho mình nhé, hoặc là liên hệ trực tiếp với Mạnh Phát qua số điện thoại là 085993 nhé, 4 số 1 ở cuối nhé. Nhắc lại này, 085993, 4 số 1 ở cuối nhé. Đấy, chắc nhắn tin Zalo hoặc là alo trực tiếp và bên Mạnh Phát sẽ giao hàng cho các bạn trên toàn quốc. Đấy, Mạnh Phát có cơ sở tại Hà Nội, Bắc Ninh và Sài Gòn nhé. Đấy, cảm ơn mọi người đã xem hết video của bên mình nhé, và hãy chọn mình một chiếc xe ưng ý để Tết có xe đi chơi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.